Thì chào anh em, nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một phần mềm chỉnh sửa tin nhắn. Đấy, phần mềm độc quyền của bên trung tâm ứng dụng phần mềm chúng tôi. Đấy. Thì sau đây tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn sang. Đấy, rồi tôi chỉnh sửa trực tiếp cho anh em nhìn thấy anh em nhé. Đấy. Đấy. Đấy, anh em này. Tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp này. Em chú ý này. Đấy, thành công không anh em nhé. Ok chưa, anh em nhìn rõ chưa? Đây, tôi xem. Đây, anh em này. Tin nhắn này. Đấy, 195 này. Đã chuyển thành 0000 này. Đấy, anh em nhé. Giờ tôi sẽ dùng cái máy phần mềm tôi đã cài đặt trên máy. Rồi tôi sẽ gửi sang máy chủ lô. Chủ lô họ ok lại. Đấy, rồi tôi chỉnh sửa anh em nhé. Giờ tôi sẽ gọi sang cái máy chủ lô 0848224 này, 888 anh em nhé. Thì hai cái số này cũng là hai cái số để hỗ trợ cài đặt phần mềm cho anh em cứ gọi vào hai số này. Giờ tôi sẽ gửi sang máy chủ lô bên này một cái nội dung tin nhắn anh em nhé. Em chuyển số tới anh nhé, em chuyển số tới anh nhé này. Bên máy chủ lô họ sẽ nhận được một cái nội dung tin nhắn anh em nhé. Tôi sẽ mở ra này. Đấy, 0916514 anh em nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, thông thường chủ lô hãy ok lại. Đấy, bên máy phần mềm đã nhận ok lại nha. Tôi ghi là đề. Để 3 càng đi, 1 2 3 đi anh em nhá. 1 2 3. Để 3 càng 1 2 3. Nhân đánh 1 triệu thôi anh em, ăn ít thôi. Đấy, đánh 1 triệu. 1 triệu là cũng ốm tiêu rồi anh em nhá. Lô 12 đi. Nhân 1.000 điểm anh em nhé. Gửi sang này. Máy chủ lưu họ sẽ nhận được. Đấy. Đề 123 anh em nhé. Anh nhớ rồi. Nhân 1.000 điểm. Đấy. Đề lô 12 nhân 1.000 điểm. Thì sau đây tôi sẽ chỉnh sửa tất cả nội dung như này, kể cả lô lẫn đề. 1.000 điểm tôi sẽ chuyển thành 2.000 điểm anh em nhé. Thông thường thì chủ lô họ sẽ ok lại này. Đấy, máy mình ok. Tôi xem cho anh em xem cái nội dung chưa chỉnh sửa nhé. 1, 2, 3 nhân 1.000 điểm. Đấy, lô 12 nhân 1.000 điểm anh em nhé. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa thành con khác. Nhân 2.000 đi. 2 triệu đi anh em nhé. Anh em khi chưa chỉnh sửa này, em nhớ này, thì tôi sẽ để lên một vài phút sau để cho anh em thấy cái hiệu quả của phần mềm này như nào anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu anh em gọi trực tiếp vào số điện thoại, truy cập trang web để biết thêm chi tiết về cái ứng dụng phần mềm. Anh em nào bên nước ngoài anh em cứ gọi điện trực tiếp, kết bạn Zalo, thì công ty sẽ có những nhân viên kỹ thuật lành nghề cài đặt cho anh em nhanh nhất. Cài đặt xong anh em chuyển phí. Đấy, có rất nhiều anh em hỏi là anh em quay clip như thế nọ kia, đấy, có đúng không hay như nào. Lên clip chỉ là lên clip anh em nhé. Anh em có nhu cầu anh em gọi trực tiếp, anh em test phần mềm trực tiếp, tay nghe mắt thấy anh em nhé, tay sờ, anh gửi cho anh em chính vào số điện thoại của anh em rồi chúng tôi chỉnh sửa đấy theo ý muốn của anh em. Được, anh em mua phần mềm thế nên là nhiều anh em gọi điện hỏi nó có đúng không hay như nào. Thì đôi lúc là tôi cũng không muốn trả lời vì anh em có nhu cầu thì anh em phải test phần mềm của mình đấy, anh em test như nào theo ý muốn của anh em thì anh em mới phải mua anh em nhé. Đấy, nên là anh em không nên thắc mắc là thế nọ kia. Anh em có nhu cầu anh em trực tiếp anh em test phần mềm cảm thấy ok như mong muốn của anh em thì anh em mua anh em nhé.
Đấy, thế nên là anh em có cái vấn đề thắc mắc của anh em là cái phần mềm này nó chủ lô họ phát hiện hay như nào. Đấy, thì tôi cũng nói luôn anh em, trong tất cả những cái máy mà chúng tôi cài đặt, chúng tôi có thể cài đặt được iPhone, Oppo, Samsung. Đấy, cài đặt được hết. Trong đó có một ứng dụng phần mềm chỉnh sửa. Anh em sợ chủ lô họ phát hiện, anh em xóa phần mềm anh em nhá. Đấy, thì nên là anh em yên tâm về cái vấn đề tang tích xóa phần mềm. Thì công ty sẽ hỗ trợ cho anh em, cài đặt cho anh em nhá. Đấy, anh em yên tâm. Ở khu vực miền Nam thì anh em qua bến xe miền Đông, anh em vào cơ sở anh em test phần mềm. Ở khu vực miền Bắc anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, anh em vào cơ sở anh em test phần mềm trực tiếp anh em nhá. Đấy, thì là nó sẽ rõ ràng hơn anh em nhá. Anh em nào không đến được chúng tôi cài đặt từ xa, cài đặt xong anh em mới phải chuyển phí anh em nhá. Đấy, thì cũng qua được 1-2 phút rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa anh em nhá. Tôi sẽ vào phần mềm, tôi sẽ chỉnh sửa. Thì phần mềm này tôi không thể lộ được vì cũng là lý do bảo mật của công ty, cũng là bảo mật cái phần mềm cho anh em. Đấy, thì anh em có nhu cầu anh em gọi trực tiếp, tôi sẽ cho anh em xem phần mềm. Anh em chú ý bên máy chủ lô, đấy, bên máy chủ lô sẽ không sáng đèn anh em nha. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Anh em chú ý không? Máy chủ lô không sáng đèn anh em nha. Tôi đã chỉnh sửa xong. Đấy, quan trọng bây giờ tôi sẽ mở ra. Đấy, cho anh em thấy hai cái máy này đã được chỉnh sửa con số chưa anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ mở ra. Quan trọng là tôi sẽ mở ra này. Anh em này, số 0916518848 anh em nhé. Tôi sẽ mở ra này. Đấy, 789 này nhân 5 triệu này với 1.000 điểm anh em nhé. Đấy, đã chuyển thành 5 triệu này. Ok chưa anh em? Thay đổi hợp lý anh em đi lấy tiền anh em nhé. 8 này. Số này 444 này. Đấy, hợp lý cả hai đầu anh em nhá. Thì anh em nào có nhu cầu anh em nên trực tiếp test phần mềm. Đấy. Như clip hoặc là theo ý muốn của anh em thì anh em cài đặt phần mềm anh em nhá. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.